Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Fintamot Zalai. Hôm nay mình sẽ làm một màn ảo thuật gọi là ăn báo rút ruột. Ảo thuật báo như lại ảo thuật lấy như ảo thuật báo như các bạn. Bữa là mình làm ảo thuật sẽ báo gắn liền lại và bây giờ mình sẽ ăn báo và sẽ rút từng sợi từng sợi. Mời các bạn cùng xem nhé. Nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mình nhé. Đăng nhớ vào nhớ đăng ký nữa nhé. Đây các bạn. Hello, hi, và bây giờ đã hết. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và để lại comment ở bên dưới nhé, để mình có thể làm tiếp clip khác nữa nhé các bạn. Đây các bạn, dài luôn, cực dài luôn. Đây. Xin chào các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn.